Hello, kính chào mọi người. Video này tiếp nối những cái video review những cái mẫu áo ghi lê và những cái mẫu áo phóng viên của những cái video trước. Thì video này Hello tập hợp tất cả những cái mẫu, vừa ghi lê cũng có, vừa những cái áo khoác không tay mặc ấm cũng có, và những cái mẫu áo gió. Và video này thì vừa rồi những cái video trước cũng có nhiều người gọi điện đặt hàng cho Hai Lúa, nhưng mà mọi người cứ nghĩ rằng là Hai Lúa có sẵn hàng. Thì Hai Lúa xin thưa là Hai Lúa không đủ tiền để may tất cả những cái kiểu ở trên những cái video mà Lúa làm để dự trữ sẵn, và làm như vậy thì nó cũng không có hiệu quả. Ví dụ như là Hai Lúa làm khoảng 3 cái video thì nó khoảng vài trăm mẫu, như vậy thì không thể nào mà đủ tiền để làm hết từng đó mẫu để dành bán. Thì Hai Lúa lưu ý những người mà xem video của Hai Lúa đó, mà thích cái mẫu nào thì chụp hình màn hình lại gửi cho Hai Lúa cái mẫu đó. Rồi Hai Lúa sẽ gửi lại cái hình gốc nó đẹp và nó sắc nét, gửi lại cho mọi người để mọi người xem nó kỹ càng và đi đến quyết định là có đặt Hai Lúa cái mẫu mà mình thích qua Zalo 0911726005 cho Hai Lúa, kèm với những cái thông tin ví dụ như là cân nặng, chiều cao, nếu mà cái tính dễ dãi một chút, không có khó khăn về mặt là ví dụ như mặc lên nó phải ôm form body hay như thế nào. Thì những người trung niên đồ thì chỉ cần vừa vặn đẹp, chứ không có đến nỗi phải giống như các bạn trẻ là phải ôm body, bắt buộc phải chịu khó lấy số đo, tự đo hay là nhờ người nhà đo cũng được. Thì mua sợi dây thước khoảng vài nghìn đồng. Nếu không biết cách lấy số đo như thế nào thì có thể liên hệ hỏi Hai Lúa. Hai Lúa sẽ đo xong là mọi người gửi số đo, và kèm theo là muốn dặn dò, muốn biến tấu thêm những cái gì đó dựa trên cái mẫu mà trong video. Ví dụ như có cái mẫu áo đó mình thích, nhưng mà có một chút xíu, hai chút xíu, ba chút xíu gì đó mình không thích thì mình muốn loại bỏ nó, thì mọi người dặn dò thêm. Thì sau khi đặt hàng thì Hai Lúa sẽ may thành phẩm và chụp hình sản phẩm gửi cho mọi người. Nếu mọi người tin tưởng và đồng ý thì Hai Lúa sẽ nhờ cái dịch vụ vận chuyển Viettel Post mang hàng đến nhà, giao hàng, thu tiền. Như vậy thôi. Còn nếu mọi người không đồng ý, mọi người làm việc với Hai Lúa thông qua những cái video review sản phẩm như thế này. Hai Lúa rất mong mọi người góp ý ở phía dưới video, mọi người để lại nhận xét hay bình luận gì đó ở phía dưới video. Ngoài ra thì cũng có thể nhắn tin trực tiếp cho Lúa qua Zalo 0911726905. Thì mọi người lưu tâm cái số Zalo của Lúa là như sau. Ví dụ như là mọi người muốn nhờ Lúa may đo những cái sản phẩm mà mọi người thích, hoặc là mọi người cần Hai Lúa cung cấp hoặc là may đo đồng phục cho công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học gì đó, thì cứ thử tin tưởng và xài thử một móng gì đó từ Hai Lúa xem sao. Còn nếu không hài lòng hay không vừa ý thì có thể trả lại. Thì đó là những cái gì Hai Lúa có thông qua cái số Zalo 0911726905. Mọi người hãy lưu tâm cái số điện thoại này, bởi vì có thể bây giờ mình không cần, nhưng sau này mọi người có thể
chỉ lại cho những người cần, những người thân quen hay là những người trong gia đình để giúp cho các em, các cháu hay là những người chịu học các may miễn phí tại website, tại cái trang web kỹ thuật may.com. Thì tất tần tật những cái tài liệu gì mà Hai Lúa có, những cái nguồn tài liệu của nước ngoài thì Hai Lúa sẽ tổng hợp và up lên cái trang web kỹ thuật may.com. Thì có hai vấn đề mọi người cần phải nhớ, đó là số Zalo 0911726905 và trang web kỹ thuật may.com. Thì có thể bây giờ mọi người không cần, nhưng một lúc nào đó thì có người cần, hay là mọi người giới thiệu với những người bạn, những người thân quen của mình để Hai Lúa có được vinh dự, mọi người có được cái vinh dự giúp ích cho. Thì Hai Lúa chào tạm biệt.